cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 19 tháng 11 năm 2019, thì trên hình vị đây chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc kệ tivi. Đây là một kệ hàng rất là VIP. Chiếc kệ này chúng tôi hoàn thiện cho anh Tú ở tại xã Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Thì chiếc kệ này có kích thước thông số như sau: có chiều dài là 2m6, cao 87 và sâu 50. Toàn bộ phần khung cánh là dày 4 phân, ván dày 2 phân rưỡi. Hàng rất là dày dặn chắc chắn. Ván mặt là 2 phân. Thì anh Tú đã đặt chiếc kệ này chúng tôi cũng khá lâu rồi. Thì hôm qua anh đã đến đã ký duyệt phần mộc sản phẩm rồi. Hôm nay tôi quay lại video clip mà để làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến quý vị khán giả. Thì đây chiếc kệ này được đặc sắc hơn những chiếc kệ khác là cánh chúng tôi làm rất là dày. Khuôn cánh 4 phân và ván 2 phân rưỡi đục rất là sâu. Rất là sâu và sắc nét. Quý vị thấy rồi. Đó, cái phần trước kia là phần này là để tivi. À, chúng ta hay để đầu đĩa đấy, nhưng hiện nay là công nghệ 4.0 rất phát triển rồi, thì TV đã tích hợp sẵn đầu DVB-T2 có thể xem truyền hình cũng như là truy cập mạng internet, thì chúng ta không dùng đến đầu kỹ thuật số nữa, nên là chúng tôi đã bỏ đi và thay vào đó là một ngăn kéo và dưa để quý vị có thể để những cái đồ đạc linh tinh cho nó gọn hơn. Đó, đây là tổng thể chiếc kệ nha quý vị thấy nhé. Vì là cánh kệ làm dày đục sâu nên là rất là nổi. Bốn cánh là chạm tứ quý, tùng trúc, cũng mai, hoa nở bốn mùa. Hai bên là kệ, hai bên là cột nho, cột chạm nho sóc. Chân là được đục chân hoa hồng, rất là đẹp. Chân to đục hoa hồng của vị đấy, đục chân hoa hồng. Và yếm là yếm hoa, yếm chạm hoa hồng rất là dày đấy, quý vị nhìn thấy dày, rất là dày, đục chạm sắc nét. Đây, nhưng phần ván mặt này rất là dày luôn, dày 2 phân. Và vân gỗ thì tự nhiên. Đó, cái phần đây là ngăn kéo chạm rơi. Đây, cái phần này cũng là liền tấm thôi nhé. Đây, ngăn kéo quả dưa con sóc. Rất là sạch sẽ. Đây, đây chưa? Hiện tại chúng tôi chưa lắp vào, chúng tôi chỉ gá tạm vào đây thôi, chưa lắp bản lề. Thì quý vị thấy được cái phần cánh này, khuôn cánh này dày 4 phân, dày đậu 4 phân luôn, rất là dày dặn. Tôi mới chỉ gá tạm vào đây thôi, chưa lắp bản lề được, bởi vì chúng tôi đang trong quá trình đánh dây giáp. Tôi đang phun sơn lót để đánh dây giáp. Đó. Thì mọi người có nhu cầu mà tham khảo mua sắm mẫu kệ này, cái liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0987 50 86. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của sản phẩm này bên dưới website đồ gỗ Tùng Tám .com, mọi người có thể xem được chi tiết, thông số chi tiết của sản phẩm này. Tôi sẽ để thông số chi tiết cũng như là hình ảnh rõ nét với chất lượng Full HD cho quý vị có thể xem được. Chiếc kệ là dài 2m6 nên là những các bác nhà phòng khách rộng, phòng khách rộng thì tham khảo mẫu kệ này. Còn những mẫu kệ cột nhau thường kia chúng tôi là 2m4, tuy nhiên mẫu này là anh Tú anh đặt chúng tôi là dài 2m6, và khung cánh cái thứ là rất là dày dặn, dày dặn. Ok, xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem video giới thiệu sản phẩm chúng tôi nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.